năm 2024. Theo đại diện Cục Quan hệ Lao động và Tiền lương, thời hạn báo cáo thưởng Tết của các doanh nghiệp năm nay vào ngày 25 tháng 12, dự kiến thưởng Tết năm 2024 có thể tăng so với năm 2023. Ông Tống Văn Lai, Phó Cục trưởng Cục Quan hệ Lao động và Tiền lương nhận định, tình hình kinh tế năm nay tốt hơn nên có thể lương thưởng của người lao động sẽ tăng, nhưng mức tăng nào phải chờ các địa phương công bố dựa vào số liệu báo cáo từ doanh nghiệp. Năm 2023, do Tết dương lịch và Tết âm lịch khá gần nhau nên các doanh nghiệp chủ yếu tập trung vào thưởng Tết âm lịch, dẫn đến tiền thưởng Tết dương lịch bị giảm bằng 91% so với năm 2022, bình quân là 1,24 triệu đồng trên một người, trong khi đó tiền thưởng Tết âm lịch tăng 11% so với Tết âm lịch năm 2022, bình quân là 6,86 triệu đồng trên một người. Mức thưởng cao nhất dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 là 1.004 tỷ đồng, thuộc về một doanh nghiệp dân doanh ở thành phố Đà Nẵng. Hiện tại, pháp luật chưa có quy định cụ thể về tiền thưởng Tết. Việc thưởng Tết cho người lao động hiện nay áp dụng theo quy định về tiền thưởng tại Bộ Luật Lao động năm 2019. Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động dựa trên kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm và mức hoàn thành công việc của người lao động. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở. Như vậy, việc trả tiền thưởng Tết không phải là quy định bắt buộc phải thực hiện mà chỉ là điều khoản khuyến khích của người sử dụng lao động. Việc thưởng nhiều hay ít sẽ dựa trên cơ sở thỏa thuận của người sử dụng lao động với người lao động thông qua hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể. Hình thức thưởng Tết cho người lao động tùy thuộc vào văn hóa doanh nghiệp cũng như điều kiện thực tế của mỗi doanh nghiệp, bao gồm thưởng bằng tiền, hiện vật. Nhiều doanh nghiệp thưởng Tết bằng chính sản phẩm mà doanh nghiệp mình sản xuất trong trường hợp doanh nghiệp làm ăn thua lỗ hay khi người lao động không hoàn thành công việc theo quy định họ hoàn toàn có thể không nhận được thưởng tết